mấy cúng dường hả? Là kiểu miền Tây không? Dạ đúng rồi. Mình lấy này là biết miền Tây dân dã. Đây của Tâm. Đây là cái chỗ là từ Phạm Văn Đồng với anh chị bạn. Kiểu chỉ là sao ta? Đó, nè từ từ. Đây, cái kẹo mấy, mấy cô kia ăn không ta? Sao mình không biết cái loại kẹo này ta? Kẹo này mới sau này. Lứa nào mới có cái kẹo này? Ừ. Tám mấy mới có cái kẹo này? Cái này kẹo này hả? Giờ 2005 đi học mới có. Hồi xưa mình đi học là có rồi, hồi nhỏ đi học. Chị quên hồi xưa mình đi học lớp mấy mà có cái này là hồi xưa em nhớ mình học lớp 2, lớp 3 là có rồi á. Đâu rồi? Đâu rồi? Sao tôi học tôi không thấy ta? Thấy tôi cũng đi học á, mất dạy, mất học không? Đứa học ở trường nào? Học ở trường làng chút. Người ta để cái không, một cái được bỏ được, không bỏ được phải thường thường đi. Một cái nào cũng con được bỏ. Ủa cái này là bằng cái gì? Kẹo là sắn từ đường. Từ đường hả? Tôi lỡ chứ. Sao đây bán rẻ như vậy? Bữa con đi bên Bình Dương qua chợ ông 20 ngàn cái. Nhiêu cây à? Này mấy cây. Này ở đây bán có một cây có 5 ngàn à. 5 ngàn cây. Cái gì vậy? Để ăn trước đi. Thôi ăn mua ăn đi thì chưa mua. Hả? Trời ơi. Chút trả tiền lại 5 ngàn. Kẹo chỉ, kẹo chỉ. À kẹo chỉ. Ăn thử đi. Hồi giờ chưa biết cái này nữa nha. Cái này không ngon nha. Chưa biết. Mới thấy luôn á nha. Cắt ra chung với mình nha. Rồi cho cô bảo mấy luôn. Trời này nạo dừa giùm cho. Trời ơi, có người nạo dừa luôn rồi cả. Nạo dừa, cái miếng kia nạo cũng 2 miếng. 2 miếng rồi đó. Là cái chỉ đó chú làm sẵn rồi anh chú. Đây nè, từ đây nè, kéo ra. Kéo tiếp thành cái chỉ này, kéo ra. Không, chú biểu diễn kéo đây là dùng con. Trời làm nhiều đó giờ không biết thì không biết thiệt. Cái này không biết thiệt. Không biết. Diễn nó không biết nè, mình biết là đi học hồi xưa. Hồi xưa ăn này là xưa này có từ thời lâu đời rồi. Hồi bộ đi Lê Ông tới giờ lớp 1 lớp 2 là có rồi. Rồi Diễn đi không biết cái loại này á. Miền nào đây? Miền chứ miền Trung không có cái này nha. Miền Trung có, miền Nam có. Miền Tây có rồi nè. Miền Đông không có. Cái kẹo này từ miền ngoài vô chứ ở miền Tây mình không biết kẹo này. Ủa, miền ngoài hả?
Vậy mạch nha là chắc là quăng ngỡ rồi. Quăng ngỡ thì giống y chang như kẹo mạch nha vậy ta. Quăng ngỡ lại là Phú Yên. Phú Yên không ăn ngọt, Phú Yên ăn mặn. Ồ, mà xích chết ta. Đi nhanh đi qua, chúng ta chết chết 11 giờ nó không cho vô á. Mình lên trên đó làm nữa 11 giờ đó, 12 giờ, 1 giờ vô luôn. Đúng rồi, 1 giờ vô luôn được chứ. Ở đâu? Ở đâu? Ở đi chùa đó không? Đi biết đó. Ngủ quá à, té cái nhà nhát thôi mà nó ra sợi nhiều dữ rồi chú ha. Nó vô cái bột quá, nó tách kẹo quá. Bây giờ chú kéo cái bột kia cho anh kia coi thử chú. Hồi nãy giờ mấy miếng người ta? 1, 2, 3, 4 miếng, 4 miếng rồi. Ủa bán cho anh nhóc kìa chưa? Nhóc này lấy trơn nè. Nãy giờ con mua chưa? Nãy giờ có. Có gì bạn nói cho đi. Để đưa cho nó trước đi. Chưa, để có dừa, để nào có dừa. Nó ngồi trời đó. Nào dừa không đủ bán luôn. Thôi mỏi tay quá rồi. Đúng rồi, cái này nào không quen mỏi tay đó. Mỏi tay à? Thôi đưa cho con bé đi trước đi chú. Vô mánh à. Rồi, xe này vô mánh. Mẹ con 5 ngàn. Chị bé ăn không? Đó là kẹo chỉ miền Tây hả? Miền Nam mình. Chỉ kẹo Vũ cũng là cái tên. Không, cái đoạn độc. Cái đoạn độc đáo nhất là cái đoạn mà Vũ á. Đúng rồi. Rồi giờ kéo thì ra nè. Cái này thêm dừa đúng không? Của cái Vũ á mới biết. Rồi, đủ chưa? Lấy mình 4 miếng được phải không? Ông Nhung mua hết cái này cho chú Vũ coi Nhung. 4 miếng rồi ai nữa? Điểm nè. 5. À, giờ tất cả chú làm nè. À, đó là mạch nha nè. Rồi cưng một cây nữa. Không rồi, ăn có không? Rồi chị cây nữa đủ không? Chị bé không ăn? Chị đưa cho tài xế rồi, cây nãy đưa chị tài xế rồi. 6, 7, 8. Nở tay quá, nở dừa nở tay. Rồi chặn tiền nở dừa đấy. Cái này là nở dừa cờ là lát thôi không lấy tiền nha. Rồi lấy tiền kìa. Làm lâu á, làm lâu rồi tao chưa phạt, chưa phạt. Trời ơi. À rồi lại. Hay ra giờ bột xuống đây nở dừa. Bột tinh. Trời ơi. Trời. Bột mình tinh. Muốn xuống đây nào vừa chết liền á. Cây chân trắng á. Phải không chú? Cái bột này nó phải vô cái kẹo này nè, nó đánh mới ra chỉ được. Cái bột này bột năng hả? Bột mì tinh á. Bảy bảy. 5 ngàn. Ủa, điều điện chưa ta? Ồ nó ra luôn. Ồ. Ồ. Ồ nha. Bánh này gọi là bánh gì chú? Kẹo này kêu bằng kẹo Vũ. Kẹo Vũ. Người ta kêu bằng kẹo chỉ đấy. Tại vì đánh nó ra chỉ như vậy á, nó có cái đoạn vũ á. Mới gọi nãy mình 5 miếng rồi phải không? Giờ 3 miếng nữa. Hôm nay đi miền Tây biết được cái món này ta. Hay quá. Hồi đó giờ không biết hả? Không biết thiệt, em nói thiệt. Em mới thấy luôn á. Còn chưa biết nữa nè. Anh Hà đi với em với cô Minh biết rồi, anh sẽ biết được nhiều món. Cái món này đó ngày xưa là bán ở ngay trường học. Kêu đi không bao giờ đi. Hồi xưa bán cái món này ngay trường học nè. Đúng rồi, cái này bán thường bán trường học. Bán trường học. Ok. Cho thêm cái cơ quan này bán sao ạ? 150 đúng không? 150 nhân 6, 150 cho em 260 cho này 150. Vậy dạ, nó nghe hết kìa. Ôi chờ. Cái đó bán sao? Còn đó. Bán phần luôn. Phần nhiêu? Cho phần này đi. Này 50 nha, 50. Còn cái kia? 30. Thôi cho phần đó đây. Okay. Okay. Em cái này cho thêm luôn. Ờ cho thêm vào cái này đi. Đồng giá 30 ngàn đó hả? Món đặc biệt là món nào?
Ở đây là mình Nuwa xin chào mừng các bạn quay trở lại với cái chuyên mục ẩm thực trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình đang ở cái quán là ốc chảo 535 để thưởng thức lại các món ốc chảo đồng giá 30k các bạn. Ok, đây, cực kỳ là đông rồi các bạn. Đó, review cho các bạn thêm một số món nữa. Ok, hôm nay mình tính thưởng thức thêm cái món là nhum nhưng mà ở đây hay nhum biển không có các bạn. Hồi qua em có ít quá các bạn, cái này 30.000 một phần này, hơi mắc rồi, không phải rẻ đâu bạn ơi. Nhưng mà điều tuyệt vời là chúng ta ở trên là tôi ngắm xe này, phía trên ngắm xe này các bạn. Đây là ở phía cái cầu Bình Lợi các bạn, nó trên nhìn xuống rất là đẹp các bạn. Đây là một cái chùa rất là đẹp mà không biết nó trên chùa gì các bạn. Một phía đối diện nó là chùa Bát Nhã các bạn. Cái này ngắm xe buổi chiều tối là khá hấp dẫn các bạn ơi, đi sớm sớm mới được, trễ thì tối quá không thấy các bạn. Có đấy quá à, vừa ăn ốc rồi vừa này ở đây vừa ốc vừa ngắm xe các bạn. Đẹp không bạn? Mình thấy rất là hấp dẫn, đẹp không? Đây là đường Phạm Văn Đồng, cung đường ẩm thực và mỗi đêm và cuối tuần thì cực kỳ tấp nập rồi. Rất là đậm đà nè, đậm hương vị miền Trung, khá ngon, khá đậm đà mày. À, cái quán này là quán chuyên bán những đồ miền Trung, là bánh xèo, bánh xèo miền Trung luôn, mì quảng này, bánh bèo, bánh bột lọc các bạn, món Huế, món quảng, món Bình Định, Phú Yên mà thôi. Rất là ngon. Nên mình kêu các bạn ăn bánh bèo các bạn. Bánh bèo Huế các bạn. Kia là cái khu vực làm bánh bèo các bạn. Cái này bột mình tự làm được không chị? Bán rất nhiều lắm ha, ở đây với cái phương đêm mới đông ở đây. Đi đông lắm. Ở trên lầu đó hả?
mình bán muốn Quảng hay muốn Huế ta? Ở đây nè. Không, bán miền Trung mà, muốn Quảng hay muốn Huế là muốn muốn tỉnh nào? Quảng Ngãi hả? Quảng Ngãi không có. Ok. Sao mình thấy bỏ hè rồi ta? Nó hè rồi. Okay. Tôm hả? Đây là bánh bèo là tao bột, tao tự làm, tự xây rồi tự làm tại chỗ rồi các bạn. Sau đó là nhân, là nhân tôm các bạn. Đây là tôm. Hấp dẫn các bạn. Đây là món chủ yếu là món Quảng, món Quảng ngõ các bạn. Ai mà đồng hương ở Quảng ngõ là tới đây thưởng thức. Thưởng thức là những cái món mà của quê hương thì tới từ đây thưởng thức. Đại thì quán này chuẩn bị các công đoạn cho ban đêm, bạn ban đêm ở đây cực kỳ là đông nha, nằm ngay chỗ cái giao lộ Quang Trung với lại là chợ Thành Công Tây, rất là đông. Mắm này bạn dày quá ta. Order bên đó qua đây lấy đồ hả? Nhiều ô vậy? 20 ngàn ô. Ồ, 20 ngàn ô vậy. Em cứ quay. Quay. Ngon quá. Đây. Đây các bạn, bánh mì heo Minh. Minh Tâm. Chắc có nhiều Minh Tâm lắm, có Minh Tâm 6 luôn hả? 18 cái luôn hả? Đứng đờ vậy Nhung. Đứng đờ như cái cười. Okay. 20 ngàn ổi chắc ngon lắm mà Sài Gòn. Nhớ đó. Cái này heo quay này mà. Rồi, qua bàn với anh em chị thôi. Vô order bên này ạ, xong rồi lấy 20 ngàn ổ bánh mì. Bánh mì quay. Nóng hỏi luôn. Lấy ở đây hả? À, lấy bên kia. Cô Minh kêu mua giùm ổ gì vậy? Ổ heo quay chả lụa vậy đó. Ổ heo quay với chả lụa không? Ừ. Ừ.
cứ theo phiếu anh ơi. Thơm lắm. Thơm gì đâu vậy trời. Hai đường ổ mà. Trung tâm Sài Gòn có một ổ mì 2.3 triệu một ổ, biết ổ mì chưa? 2.3 triệu một ổ. 100 đô á. Hả? Về nước. Ủa em không phải ở nước, nước Việt Nam hả? Em ở đâu? Làm ở đâu này anh ngồi chưa đi. Sinh nhật quá, nhanh quá. Về Bình Định là có đặc trưng là có trứng luộc nha bạn. Dạ. Chiếc tờ bèo 15.000 ổ. Kem nữa nè. Đây. Ô. Cái này cái máy gì nhanh? Ở đây rồi, ở đâu nữa? Có dùng dòng gò dấp với tụi mình nữa hả? Năm giờ rưỡi rồi ta bán rồi. Bán tới khuya luôn. Ok. Hay quá. Đây này có bánh mì bạn. Tờ bèo 13 là chỉ có trứng luộc với là chè bông ốp la thôi. Còn 15.000 là heo quê chả tất cứ. Quán này toàn ngoài bán bánh mì là còn bán gì nữa à? Nè. Hả? Tôi thấy có bánh đít mà. Bánh đít. Bánh kem. Bánh kem thế hả? Mình ở Phú Yên hay Bình Định? Tân Sơn hả? Tân Sơn cái nào tôi ở Tân Sơn nè. Mình có cái kênh YouTube quay ẩm thực của Bình Định, cho mình quay xíu nhé. Thoải mái đúng không? Dạ. Ok. Chờ chờ xíu nha, chờ xíu. Cái này là nó làm bằng cái gì vậy em? Lưng quá là anh ở Tây Sơn đi vòng vòng quay mấy cái quán của Bình Định miền Trung hả? À này chả bò Bình Định đâu anh đang chơi ăn đây.
Đây cũng chính gốc Bình Định luôn bạn ơi. Ở đây mình không có gặp được anh chủ quán người Bình Định. Hai cái bạn này là người bán hàng thôi các bạn. Ba trăm hai mươi bảy nha bạn. Chỗ quán này nhưng mình cũng quen nè. Còn chủ là ở chỗ khác hả? Chủ tên gì ta? Bèo. Cho Bèo biết rồi tên của bạn. Này hình như nó ở thị trấn Phú Phong rồi. Ngày mình bán được nhiều nha. Ngày mình bán được. Bắt bỏ tới sơ bình có con best luôn các bạn. Bánh ghê và chị nhánh một nhánh là Lê Văn Thọ, Trương Vĩnh Ký và Phạm Văn Bạch là gấp đó các bạn. Tới Tân Phú này có lò bánh mì luôn hả? Làm bánh mì luôn hả? Dạ. Bánh mì á? Bánh mì mình lấy được khác hả? Này là chả bò hay chả bò hay chả heo à? Giờ ra nè. Ra là cứ giúp bò mì đâu. Ok. Đi về đường thấy lạ quá, quay lại ăn thử nó ngon nè. Thế anh chưa ăn bao giờ à? Chưa. Ăn má heo thì thấy rồi nhưng mà má heo nướng thì chưa thấy à. Ở đâu mà bây giờ nướng thấy em nướng là sao? Anh ở đâu? Ở đây chứ ở đâu? Ít đi đường này nè. Hả? Đường nào? Đường to. Đường to là đường quốc lộ 1K kia đúng không? Đúng rồi. Ngoài phường đúng không? Đúng. Cái to này là cái to là như thế. Cái mắt. Bây giờ anh ăn cái mắt này thì thôi. Thôi mắt rồi, cái này đi. Còn em lấy anh 40 thôi, không phải nói nhiều. Làm ở phường nữa, suốt ngày không ngọt 1K, không phải đây. Bây giờ mới nhìn thấy. Em nướng ở đây 3 năm rồi mà. 3 năm rồi hả? Ừ. Nhưng mà ôi, tôi đi Sài Gòn tôi thấy món này. Thích thấy món này. Đúng rồi. Không có hả? Có, nhưng mà hiếm hơn. Hiếm hả? Ở đây có bán cái món cu heo không? Cái gì? Cu heo á. Cu heo á? Cu heo, bà này. Không. Có cái món đó nha. Thiệt. Ở bên kia nó có bán kìa. Thiệt. Bên kia có bán kìa. Cái đó nó thiệt không? Cái cười gì? Không. Bà nó có chỗ nó có bán. Mà nó làm ngon lắm. Nó làm lạ. Làm lạ. 45 ngàn. Cái đây mình nướng ở đây. Xét ra ở đâu có con chấm gì nữa hả? Xếp. Cái đó là gì? Mè hả? Nó chín sẵn không? Anh luộc anh chín sẵn hả? Nói chung em nướng một lần. À nướng sơ bản này, nướng là món lại cái gì? Nói chung là cứ luộc và đun để cho nó hết các cái nhờn nữa hả? Cái dơ ra bắt đầu mình phải xử lý cái đó thì ăn cái thịt nó mới thơm. Bên kia nãy hôm qua đi ngang qua kia thấy có món cù heo. Ghé lại mà nó chiên.
thấy lạ lạ, không cũng dám không dám ăn. Bởi vì là thực ra là nói là ba cái ra là mát chung. Còn cái này mình không bán nguyên con sao lấy được cái má hay hay vậy? Cái này em lấy ở Lò Vít San ạ. Lò Vít San hả? Đúng rồi. Ồ. Cái hàng của em là lấy đâu phải một bình em bán không? Dạ. Yeah. Em lấy một bốn lần đấy là nhà chính thức là bốn anh em ạ. Bốn em mua luôn hả? À. Là gặp bốn tiệm như vậy hả? Một tiệm 26 trên chỗ. À. Một tiệm ở khoảng chạy cá sấu quá cả. Biết. Ủa, tới dưới đây còn có hả? Thấy chỗ đấy được. Bên bò dưa ấy. Thấy bằng đêm đông lắm mà không biết trong đây bán gì đâu. Thường được bán gì? Bán cá sấu chứ? Đúng rồi, cá sấu quá cả với cái bún chả. Bún chả. Còn thiếu một thì nó nằm ở hơi thấu đến chỗ. Đó là mình bán heo này cũng lâu lâu năm rồi đúng không? Thấy hấp dẫn quá ta. Tôi đi ngang hấp dẫn tôi quay lại đó. Tôi đi suy nghĩ mà tìm độ mà không thấy tôi tự là tôi xử mình luôn hả? Đấy, tôi gọi bạn rồi mà không thấy thế nào bắt máy rồi tôi đi lại à. Thấy lạ lắm. Bên đây sẽ mình quay phim cho nó thèm chơi với bạn. Đây là một thằng là anh em đến quay lên thằng đấy nhưng mà mọi người bảo mình quay lên mình quay lại à không bình thường chỗ nào ngon thì giới thiệu mấy bạn ăn thôi có gì đâu. Dạ đây là trên đường đã đường gì ta? Trần Hưng Đạo hả? À Bạch Cà Lơn hả? Lửa ít quá nó không lắm. À, 75 Trần Đạo ở Ba Cà Lơn. Dĩ An Bình Dương. Em đi nhiều chỗ lắm mà em chưa thấy cái món này. Thấy nó má nó luộc không à. Chứ nó không có cái món nướng luộc lên nướng kiểu này. Anh ướp gia vị cho mẹ không? Ăn kèm với gì? Cái này ăn kèm với gì? Rau gì? Không. À, đồ chua. Chua hả? Mấy cái? Ok. Nhìn nó ngon thiệt. Tôi nhìn thì hấp dẫn rồi đó, nhưng mà biết sao? Đi ăn rồi chưa? Vừa mới ăn. Mới đi ngang mà thấy hấp dẫn quá hả? Ok. Anh nghe lại nha cái này. Mấy cái? Giá đó bao nhiêu? 45 tiền. Ok. Các bạn đó hai đông anh thường cuối tuần đông đừng đông lắm thứ bảy à đây là hết đâu anh em một mình là có mua nè cho em phần đó đi cái 30 đang này anh đi 30 đem gì anh đây anh đây à cái gì ở đây nghe đây một hộp đấy em thêm một hộp đấy. Hấp dẫn dữ ta. Có trăm rưỡi luôn. Đúng giá mà, có trăm cho em gì thế này luôn anh ơi. 40 em nghe, có một mình này. Quán này là Trường Giang với Hoài Linh là em rất nhiều các bạn.
Miếng ốc này là rất là nổi tiếng ở trong chợ Bà Hoa các bạn. Bà Hoa hay là chợ của phường 11 quận Tân Bình đó. Quán này là quán này nổi tiếng là lòng sầu nè. Quá đông các bạn. Đôi món này món miền Trung thôi. Quán này là Trường Giang rồi, hay tới lắm hả chú? Trường Dừa rồi đó. Trường Dừa luôn hả? Quán mình là gốc cũng ngon hả? Theo mình định ở huyện nào ta? Có nhiều món ngon lắm. Em chưa thử hết, bữa nào quay lại? Quay lại phải dẫn bọn bè tới đông đông á, mình ăn được nhiều món, thưởng thức được nhiều món. Bạn ơi, hôm nay mình cơm cháy của Kho Quẹn rồi. Nếu các bạn thấy cái video này hay cho mình một like nha, subscribe kênh và comment những ý kiến bên dưới nha. Xin cảm ơn các bạn. Bỏ đây không luôn nó xong. Nó không nhảy không? Nó không bình thường. Cơm ấy, mình nói nó bình thường. Cơm mình hỏi gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghiên cứu đâu ra đã. Ở dưới Đồng Tháp, có hai chị em bán gói bán đồng lắm. Con đường Tây Thạnh này là nó dài khoảng hơn cây số các bạn, khoảng 2 cây số bạn ơi. Bây giờ là con đường thiên đường ẩm thực ở quận Tân Phú này, chủ yếu là bán hải sản, các loại nướng và BBQ. Đường là rất là nhiều quán ăn nhậu, ăn vặt luôn. Phía bên cạnh là bò né ba ngon các bạn, 26k. Phía bên này là cơm cháy khâu quạt. Đây bạn, bạn ăn đi. Nóng hổi không? Cái nào nóng hổi luôn. Thầy ơi, thầy ơi. Quán nhỏ xíu mà đông dữ đã. Ở đây có bán đồ hải sản các bạn. Sò mai nè. Mấy sò đẹp, mấy sò đẹp. Bốn sò đẹp. Đây bằng nướng, bữa nay bằng nướng. Nướng nhà em ba trứng cái gì? Dẻ. Chưa hả? Chỗ nó nhỏ quá, mở thêm cơ sở khác. Nhiều đây còn làm muốn chết nè. Mướn người, rồi cũng làm ăn lớn chứ. Rồi ba con cho đẹp vậy nha. Có ứng dụng luôn ra. Không dành lâu này thì được luộc đồ phóng ta luộc cho mình nó. Cho đẹp nước gì nè. À, hai thành thanh mai. Ui, trăm ba rồi. Cái này luộc xong mình mới nướng hả? Nổ đi.
chết rồi. Chở cái chúng mình lấy ra đi. Cho mọi chúng về trước nha Thảo. Rồi. Còn mà chưa đâu con ơi, khoảng nửa tiếng nữa đi. Bây giờ nó đông quá à, không có gì bạn ngồi. Mẹ tính tiền giùm em. Rồi. Có muốn đâu. Làm cơm là 4 phần mà. Bây giờ là đông quá không hỏi than gì được bạn ơi. Bấm số. Vậy đợi chút về chút kia kìa. Về chút coi lại đi. Giờ còn đông lắm. Ta đợi nhóc ở đây nè. Rồi lại quay phim đi. Trời ơi, quay phim, nó không chụp màn cho. Con đang nấu đang nướng. Rồi rồi rồi, gia liền, gia liền. Để này vô cái gia liền nè. Vô làm cái hộp cho chị đi. Chị xé đi. Làm hai hộp. Xem cái món bên đây không? Tắm rồi mà thiệt tình khổ ghê. Đang kêu về nhò nước. Tắm rồi không quan trọng mà nước cái sạch không. Ồ cái này có luộc sơ rồi. Chín hay luộc sơ vậy? Chín luôn hả? Chạy con mèo bạn ơi. Nửa tiếng á. Đây có em bán em nướng cọc vịt lộn dễ thương dữ đã. Trời lâu quá. Gấp ra đi. Bỏ đồ răm sâu. Để đợi có, anh đang chờ xong quen anh ba đứng á. Thank you.
không bình luận luôn bạn ơi, đông quá không đi khỏi được luôn. Nhiều khách tới đây là không có chỗ ngồi quay đầu về đâu bạn ơi. Còn có khách mà đứng chờ chờ nửa tiếng hồi chưa có. Chủ yếu là cái món ngon nhất đó là cái hột vịt lộn bạn, hột vịt lộn nướng ớt. Và nướng thì cũng bình thường thôi, nhưng mà công thức chính là cái cách pha nước, nước mắm, nước mắm đó các bạn. Nước ớt á. Khác biệt ở chỗ đó. Giờ cô bé kia đang đang nướng rất nhiều. Nướng ốc cũng có và nướng hột vịt lộn bạn ơi. Các bạn thấy là cái trường phân bằng mình dữ dàng không? Thì cách đây khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng nửa tháng trước thì cái quán này rất là thích khách nha bạn, nhưng mà nhờ vào cái YouTube mà giờ cô ấy bán cái anh chủ quán bán công không kịp nhớt luôn bạn. Mình nãy chờ cũng bao lâu rồi? Nửa tiếng các bạn ơi, chưa có đèn. Mình mua mang về các bạn. Đường lâu xung nhỏ xíu à. Lúc 8 giờ tối các bạn và Hà bán thâu đêm luôn. Thì hai cái em mà bán này đều là hot girl, khá là đẹp gái các bạn, rất là dễ thương. Các bạn thấy cái siêu bánh mì không? Các bạn thấy không bạn? Đầy xe luôn. Thì theo mình thấy thì nó cũng thấy cũng giống nhau bạn, xôi gà cũng giống nhau bạn. Nó có cái phần đặc biệt là da gà bên này có trứng non gà các bạn ơi. Xôi thì rất là đặc biệt. Thì cái phần review chính thức thì mình sẽ ăn, mình về nhà mình ăn, mình review cho các bạn xem. Ở đây mình quay cái cảnh ở đây là hai quán này cũng khá là đông các bạn, ngay chỗ cái vùng binh chợ Thủ Đức này. Cái quán này thì thường người ta bán từ lúc 8 giờ tối và bán tới sáng luôn các bạn. Thường bán cho những người họ đi làm ca về đó, anh là những người họ đi đường đó. Xôi là cái món ăn rất khá dễ và bánh mì cũng rất là dễ các bạn. Và hiện tại thì các bạn thấy là ở khu vực này rất đông nhiều người đến đây ăn xôi gà đây các bạn. Đây chúng ta có là xôi gà, đùi gà, ức gà, lòng gà, ức da gà, xé tập cẩm, nguội chả lụa các bạn, rất là nhiều món. Xôi bánh mì rất là hấp dẫn các bạn ơi. Nhiều người xếp hàng mua các bạn. Ở đây có bán thêm bánh giò nữa các bạn. Cô vừa bán bánh giò nữa các bạn. Cô bé bán ăn rất là nhiều các bạn, hai tay lia lịa luôn. Lấy dần đi bánh giò em. À, bỏ hộp đem về.
một cái bánh giò đó. Một cái bánh giò bỏ hộp nữa đó, bỏ rồi đó, có được mã này đó. Bánh giò bỏ hộp nha. Cái này chứng nha. Bên này cũng đông ha. Có phá lấu nữa ta. Đây có phá lấu. Ủa cái đùi gà là trong cái phần gì á? Đùi gà bán cái gì? Gà con bán sao luôn á anh, sao đùi gà mà cái đùi thỏi là 25.000. Đây anh trai ơi. Rồi hai xưa bánh mì xe nào cũng khá là đông các bạn. Mình đã review cho các bạn là xưa bánh mì xôi của Bé An á, thì Bé Luồn chứ. Bé Luồn thì trước là có cái phần da gà rất là độc đáo, chiên rất là ngon và rất là giòn. Thì không biết là trong kia phần xôi của cô Bé Luồn này như thế nào, nhưng hiện tại đang cũng hai bên đều rất là đông. Và bên này thì có thêm cái món gọi là món đây là gọi là cái món gì ta, gọi là bánh chả giò các bạn, bánh giò. Mình sẽ review hai cái món này cho bạn khi về nhà nha. Nhưng mà hiện tại thì thấy là cũng bây giờ là 10 giờ rồi bạn ơi. Ở trên khu vực chợ Thủ Đức này cũng đã thưa người rồi. Thì bây giờ đa số những người mua là những người đi làm về, làm K2 về các bạn. K2 là 10 giờ về, K3 là từ 10 giờ tới 3 giờ chiều tới sáng các bạn. Thì ở đây khu vực này cũng đa số là nhiều, rất là nhiều công nhân. Rồi các bạn sinh viên đi ăn đêm. Thì mình xin tạm biệt các bạn ở cái cho anh hộp thịt đem về đây. Màng á, sao màng á? 20 đi. Ok, ngay chỗ đây là. Hôm nay là cái chỗ ngã tư là Quang Trung chứ là Phan Rết, có một cái em bán xôi cực kỳ đông nha. Bây giờ khuya rồi, 10 giờ vẫn còn bán nha, cực kỳ đông rồi. 20 không thể bán nhiều hơn chút. Không bỏ đâu đi. Mình có xôi gì em? Bình thường bán xôi gì? Dạ, bán đậu đen thôi. Nếp cẩm hả? Đậu đen chứ. Đậu đen là 2 gói. Đậu đen. Sầu riêng. Đậu đen. Đậu đen. Tối mình mua bán hả biết? Bảy giờ kém bán. Bán cho mấy giờ mới nghỉ đây còn quá trời đây. Hả? Dạ. Mấy giờ mới nghỉ mà quá trời đây. Thôi chưa ra được. Hả? Thôi chưa ra. Chưa ra đây hả? Giờ bán xuyên đêm hả? 12 giờ 1 2 giờ. Dạ. Không, con mua rồi. 1 2 giờ rồi. Mua rồi, mua phim hả? Thầy bán vô giá, vô trình. 12 giờ 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ. Hết sớm, dọn sớm là hết trễ, dọn trễ. Dạ. Nhưng mà sáu thì để mới dọn nha. Đây là nếp cẩm hả chú? Nếp này nếp ở ngoài Bắc ra ta? Dạ, nếp cẩm là của miền Tây. Miền Tây hả? Không à, nếp cẩm là của miền Tây. Dạ, nó lá cẩm là biết lắm. Miền Tây cẩm nó nấu ra màu. Có nước cốt dừa hả? Dạ, ở đây bán hồi đó bán giờ này. Em được ba mẹ truyền rồi hả? Hay là em đứng bán rồi, mẹ vẫn không được. Em ở đây hả? Người ở đây hả? Dạ. Ok, giờ đây là ngã tư Quang Trung Phan Rết các bạn. Ở bên kia hả? À, bên kia là Phan Rết rồi. Thank you.
giờ chê chạy quá trời không? Coi ngày mình bán được bao nhiêu ký vậy em? Nhiều không? Dạ. Bao nhiêu một ngày bán được bao nhiêu ký? Em nhìn ký nếp hả? Đông dữ vậy ta? Lên cái kênh ẩm thực của em á. Có chứ, có khách Mỹ nữa mà. Có tiền. Ủa hai cái đó để chung vậy nó ra màu gì? Tại vì để bên gì cho dễ. À thôi bây giờ mười mà xe chạy quá trời ta. Ok các bạn, qua có một gò dốc này, quận 12 thích ăn xoay ra chỗ ngay tư họ mình chiêu hả? Chiều với con Trung ủng hộ em gái. Em gái ở miền Tây hả? Em miền Tây hả? Ok. Dạ dạ dạ. Cuộc sống ẩm thực Sài Gòn. Ok bạn. Cực kỳ đông luôn. Các bạn xem video nha, qua ai thích ăn xôi, xôi cẩm, xôi mặn, ủng hộ em bé này. Xin cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Hẹn lại các bạn ở các video sau nha. Ok, cảm ơn chú nha.